Ngồi xuống coi đi em. Rồi. Quốc tú. 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 Qu
Đó là pha vào đánh đầu của anh.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bùi Minh Quân và bên phía hành lang cánh trái sẽ là Phan Đức và đi bộ của cầu thủ áo vàng sẽ là Trần Minh Chiến và bên phía các cầu thủ nam họ sẽ trở lại với Phan Huy Nhân và thủ Chia là đánh chặn rất nhanh của đội trưởng Phan Văn Hiếu Hoàng Anh có vẻ như Hoàng Anh sẽ đẩy sang hành lang cánh phải của cầu thủ áo xanh lúc này Minh Quân Phan Văn Hiếu, Đình Nhân, Hoàng Anh, Văn Hiếu, Văn Hiếu, Sầu Dực.
Đội bóng số 23 vào lúc này. Bên phía cầu thủ số 7 đó là Phạm Hữu Hoán cũng đã được sân khấu. Đội trưởng các đội bóng đang chờ đợi người đứng đầy lên chơi vị trí pivô. Leo, Bucci, Bucci, Bucci. Thằng làm bóng của Phạm Hữu Hoán. Ba đang làm. Cái bên đang giành giật nhau từng miếng một. Cả lôi. Cú đá phạt bóng của Hải Sơn đối với Việt Nam vào phút 9 bên dưới các thủ thành. Công ba đi làm rồi chiều làm gì rồi. Liệu rằng ở trong những tình huống cố định thì cao thủ Vĩ Đào có thể giải quyết được vấn đề bàn thắng hay không? Đã có những cơ hội thì cao thủ Vĩ Đào bỏ ra khá nhiều. Đường chuyền ngang. Tình huống bổ về phía ngoài này có an toàn. Bàn thắng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài. Quý ông. Đây là con phản công. Bạn có hiểu? Cái này của Huy ông. Công ty. Và khi bạn vừa rồi vào đây, chúng tôi sẽ trở lại.